Chúng ăn cơm với gì á chú? Cơm với dâu luộc của mẹ. Cũng ngon ha. Sao vậy? Anh em đang đi ra chỗ quay nha mọi người. Mục tiêu là vườn cải này đây. Để vô xin quay mà không cho không. Đi xách đồ ngày quá. Không. Đi về lấy. Không
diễn viên cực khủng. Ơ là làm cái gì? Bỏ dép hả ta? Là ekip. Nó cái giống cái thúng á hả, chứ không phải cái gỗ. Đẹp chứ bộ. Đẹp. Rồi quay đi nhanh đi kìa. Đi nắng rồi. Nắng rồi. Bà giới thiệu mấy cái vườn là vườn hoa. Vườn hoa hả? Sao vậy? Né luôn hả? Mẹ núp dưới ngay chỗ này đi nè. Trời ơi, thôi đi về luôn nè.